Shop Nick tự động, sĩ kẹo shop.com, shop app uy tín hàng đầu Việt Nam. Ồ đậu xem đứa nhảy cùng nhà này, show tay không? Show tay không? Ui dồi ôi, có luôn ngủ ra nhá. Làm sao? Làm sao bạn ơi? Ngon lành hai mạng đầu tiên. Gặp ngay hai đứa ngáo ngáo nên là mình có luôn hai mạng đầu tiên hết sức là dễ dàng. Và không tốn công sức một tí nào luôn anh em ơi. Ok ngon lành. Để mình qua đây coi. Mũ ba các thứ này tuyệt vời luôn. Ồ, nòng súng ba các kiểu này. Mình sẽ vứt cái đạn shotgun ra ngoài nhá. Đây, nòng súng 2 cho lên hố ra này. Đó, nó phải như vậy. Ok luôn. Xem là ở đây chúng ta sẽ có được gì nào anh em. Có gậy bóng chảy à, cũng được. Ồ, xem ra là mình đã có được mũ 3 này. Có được một cái giáp chống nổ để 33 này. Một combo phải gọi là tương đối là tuyệt vời rồi nhá. Lượng tạm khẩu Spat 12 này. Lên trên xíu coi. Thêm máu hả? Ok thôi. Bình thường thì mình quen chơi súng tiểu liên hơn. So với đó là những cái dòng súng như kiểu shotgun thì mình cảm giác là mình chơi không quen, khá là khó chơi đấy. Đây có băng đạn các kiểu này, anh em thấy ổn chưa? Nó lại ổn nhỉ anh em. Qua đây coi. Rồi, lựu đạn các kiểu luôn tuyệt vời. Có Ska hả? Không cần đâu. Kẹo có ra rồi thì chơi Ska làm gì nữa. Ok, chưa kiếm được cái khẩu tiểu liên MP40 nào cả cơ. Lên trên một xíu này. Ồ, sao đây nha các bạn ơi. What the hell, từ từ. Chúng ta sẽ lên trên phía 255 này anh em ạ. Vào đây coi. Người đâu cả rồi nhỉ. Ồ, không có ai đấy. Chẳng có ta. Tầm này thì mình sẽ đu dây lên thẳng cổng trời luôn nha anh em. Lên cổng trời để kiếm được nhiều mạng nữa chứ. Chứ ở dưới này thì kiếm được khá ít mạng đấy. Ôi vãi trưởng. Phía sau mình một đứa này. Nó đang canh mình nhỉ? Canh mình nhỉ? Làm sao bạn ơi? Chạy đi bạn ơi. Đúng rồi, chạy đi bạn ơi. Lên mở đếm số luôn nha bạn ơi. Định sơi kẹo thì đâu có dễ đâu. Mình không cần chạy qua lượm sắt nó luôn. Bởi vì là hơi phí thời gian đấy, nên kệ đi. Đấy, theo tiêu máu này mình đã có được là 10 tiêu máu luôn. Ổn chưa anh em? Nói thế thôi chứ 10 tiêu máu thì nó hơi quá nhiều đấy. Ồ, có một cái ống ngắm 2x này cũng được. Trang bị vào Uza nhá. Đi anh em ơi. Cùng kẹo tiếp tục săn thêm mạng thôi nào. Đây, lên cổng chân luôn nhỉ mọi người. À, về cái giải đấu online thì các bạn chỉ được quyền sử dụng điện thoại thôi nhá. Quân đoàn Anh hiện tại thì đã tuyển thêm rất là nhiều thành viên rồi nha anh em ơi. Đây, ăn tạm cái nấm ba củ coi. Ok tuyệt vời. Ở đây có người hả? Làm sao đây bạn ơi. Quên định chơi vua ra à? Chơi vua ra thì không ngon đâu nha bạn ơi. Mình thì mình lại không có ấy cơ. Đậu xanh đứng lại. Vào trong nhà rồi cả. Nòng 3 tay súng 3 và 1 P5 này. Ok. Solo đi bạn ơi. Vỡ đầu. Hẳn là chơi liệu choáng với mình luôn cả. Mình sấy cho xanh mộ luôn anh em ơi. Liệu choáng à. Thanh niên. Lần sau chừa anh ra nhé em ơi. Chơi kiểu này thì anh sấy cho xanh mộ là đúng rồi nhá. Của 9 túi máu hả? Ok, 9 túi máu thì dùng bao giờ mới hết đấy. Tiếp tục săn mạng thôi nào anh em. Còn lại 19 người chơi nữa nha. Ok, các bạn hãy cùng theo chân mình và chúng ta sẽ đi săn mạng nhé. Ván này tôi mồi nha anh. Ok, anh sẽ cố tôi mồi nha anh em. Qua đây con nào.
Đây, xuống dưới con này một xíu nhỉ. Rồi. Mình đang có một khẩu da này, với lại thì một khẩu MP40 nữa. Ok. Anh ơi, lúc bắn và động ngắm khi cái địch đang chạy thì bắn sao cho chuẩn vậy anh? Thì các bạn bắn tôi khoảng là một lát. Sau đấy thì các bạn tắt động ngắm đi bật lại này, đấy. Các bạn về tâm vào cái địch thôi à. Nó cũng đơn giản thôi. Đấy là cách chơi của kẹo. Ok, còn lại 17 thằng nữa nha. Có xe, có xe, có xe. Có xe anh em ơi. Ngay trên à? Ồ, xe quân đội luôn hả? Xe quân đội thì mình tự tin mình sấy luôn anh em ơi. Thằng này sắp tranh mộ với mình rồi. Chạy nhanh đi em ơi. Đúng rồi, chạy nhanh đi em. Không chạy nhanh anh sấy cho, đừng hỏi tại sao nhá. Riêng được với xe quân đội này. Riêng được với xe quân đội này. Ok, lên 3 điểm số luôn. Anh em thấy chưa? Đấy là một trong những chiếc xe mà vô cùng là dễ dàng sấy trong game Free Fire và cái địch ra đi ngay tức khắc luôn nhá. Ngon lành. Mạng thứ 5 rồi nha các bạn ơi. Phát hiện ra là hiện tại thì mình vẫn chưa có được quả bông keo này nào. Chưa có quả nào đấy. Nếu mà xác này có thêm bông keo thì ngon. Xác thằng này thì các bạn cũng không thể là kiếm được thêm bông keo nhá. Tay súng đổ thừa thì vứt đi luôn. Cho nó rộng cái diện tích của ba lô. Mình sẽ lượm thêm đạn súng trường này. Rồi. Thêm một ít đạn súng tự nhiên nữa, 149 viên. Ổn. Ông ngắm một ít trang bị vào khẩu súng trường thì sẽ giúp cho các bạn kiểu như là ui. Bắn tốt hơn nhá. Phía trên có người anh em ạ. Để mình còn máu cái đã, làm gì mà căng. Ok, cuốn phun máu luôn chứ sao phải ngại. Thế người đâu rồi ta? À đủ để coi. À đây đây, làm sao? Nó chơi súng gì vậy? Uầy, chơi súng gì vậy em ơi? Lên bảng điểm số luôn nha. Đây, chúng ta lên để hốt xác nó luôn nhá. Với Goza thì đam cực kỳ lộ lịch rồi. Làm sao em ơi? Dựng bom keo à? Ok. Làm sao em ơi? Anh chơi Goza cơ mà. Vẫn đứng sau bom keo hả em? Đây mọi người chờ kẹo một xíu nhá. Ui, nó ra phía sau trụ điện rồi. Sorry anh em là mình giọng hơi khàn tí tại nói nhiều đấy. Phía 60 độ đang phía sau trụ điện nha các bạn ơi. Ui, nó lấp ló lấp ló. Cứ lấp ló đi em ơi, coi chừng là bắt đầu nhá. May là nó dựng bông keo nhanh, không là kẹo sấy cho. Đừng hỏi tại sao. Ui, câu liệu cao qua đây. Câu liệu thì qua hẳn đây đi em ơi. Nó cũng đã canh mình anh em ạ. Hai đứa đang ngồi canh nhau nhá. Hay, ui, ui, một đứa mới vừa lái xe máy này. Làm sao? Nó đổi command chắc à? Qua command chắc hả em ơi? Một đứa lái xe máy đổi qua command chắc rồi anh em ơi. Ok ok. Xuống xe em ơi. Đúng rồi, xây nhau đi mấy đứa, xây nhau đi mấy đứa. Cán làm sao được anh hả? Đúng rồi, mày định cán anh à? Cán anh đâu có dễ. Cán anh đâu có dễ này. Xe nổ rồi, ok ok. Thằng phía trên thì nó lại không đứng gọn lại này. Làm pha này thì kẹo chưa dám xây nữa cơ. Ok này, ngon lành. Làm sao muốn gì? Uầy, làm sao muốn gì? Chạy đi em ơi. Giờ nó còn lại có xíu máu thôi anh em ơi. Ok lần này mình lên mình vả nó luôn chứ lại anh em. Sao phải ngại anh nhỉ. Rồi này. Làm sao em ơi. Đúng rồi, chạy đi em ơi. Ui, chạy đi em ơi, làm sao. Lên bảng điểm số này. Mạng thứ 8 dành cho xích kẹo nha các bạn ơi. Đạn tiểu liên thì quá nhiều rồi. Lượm thêm đạn xuống trường nhá. Ok, tầm này là ổn rồi. Bây giờ chúng ta lại chạy tiếp tục vào trong mo nha. 8 kill rồi nha mọi người. Ủa mà thằng kia nó không còn quả bom keo nào hả? Hơi chán rồi. Không có bom keo thì anh em sẽ kiểu như là chơi hơi khó đấy. Không sao cả, chúng ta chạy qua phía 120 này. À 150. Rồi. Người đâu chúng ta kẹo chưa thấy một ai nữa này. Vãi chuẩn thật.
Từ từ nha các bạn ơi. Để mình qua luôn, mình ngại gì đâu. Ồ, một đứa bên cạnh nè. Làm sao? Đâu rồi em ơi? Quái trưởng đây à? Nó đây à? Nó đây à, anh em ơi? Nó đây à, anh em ơi? Nó đây à các bạn ơi? Ui, ghê vậy. Nó ngay sau hàng rào mà kẹo không có thấy tí nữa thì kẹo xanh mộ rồi. Khá là hên là bây giờ mình vẫn đã có sống được nha em ạ. Thế này thì hên rồi. Thế này nó đã hên quá rồi nha em ơi, bông keo này. Tranh thủ dẫm thêm mấy quả bông keo này. Rồi nhá. Mang đạn các kiểu này tuyệt vời. Ui tìm máu này. Vãi trưởng chạy vào nhanh. Rồi. Làm sao mà xấy anh à? Xíu nữa mình đai rồi nha em ơi. Ui định xấy xuyên qua hàng rào á. Nó ngay phía gốc cây hướng 345 này. Ok thôi. 345 hả mây, làm sao? 345 hả mây, làm sao mây, 345 á. 345 này, 345 này lên bảng 10 kill. Quần màu cái đã. Có vẻ hơi căng. Đây, trước hết là chúng ta quần màu full chơi game cho tự tin này. Mỗi tội là cái giáp chống nổ của kẹo bây giờ là nát hết sạch rồi nha em ơi. Liệu chóng không cần đâu. Để quả bom keo ra ngoài này. Đúng rồi, kiểu này. Lượm thêm tí máu nhá. Ok. Mọi thứ như này thì ổn rồi. Đây, mình xuống cái giáp 3 đi. Rồi, let's go. 5 mạng cuối nữa. Và bây giờ hiện tại kẹo đang có trong tay đó là 10 kill rồi. Ngon lành. Xem bây giờ cố gắng hạ gục được 5 đứa nữa thì top 1 sẽ đến với mình nhá. Ok, nghe phải từ từ thôi. Bởi vì là càng về những cái mo cuối như này thì càng ngày càng căng thẳng. Ồ. Từ từ các bạn ơi. Mình coi phía này coi. Sáng top 1 rồi nhà anh. Ok, anh sẽ cố top 1 nhà em. Rồi. Xuống dưới này cái đã. Ngay phía Evercamp có một cái hướng sáng của thính anh em ơi. Ok. Để mình coi. Xem có ai ngoài này không ta. Ồ. Kẹo chưa thấy ai cả. Hiện tại thì mình đang có đó là 19 mắt xem nhá. Hay là chạy qua cái chỗ cái chỗ ghế với lại cái ô để che kia nằm tí cho mát nhỉ anh em. Phơi nắng. Đấy, mùa hè mà anh em, nằm phơi nắng thôi. Đây, ngay view ra biển này. Rất là đẹp luôn nha anh em. Đấy. Nằm nhìn view ra biển này. SVK này, đẹp chưa. Đây mèo. Úi dồi ôi, cho mèo nó thực hiện mấy động tác anh em ơi. Hợp lý. Rồi đây, nằm đây ngắm cảnh một tí nhá. Trong khi chờ bật thu anh em ạ. Để mình nhìn xung quanh coi mình chưa thấy thằng nào nữa cơ. Thôi kệ đi. Ngắm cảnh thế đủ rồi. Có xe này. Lấy tạm xe chạy đi sân mạng nha anh em. Và quan trọng là mình chắc là sẽ ăn tạm cái nấm hai củ này nhá. Ok. Có xe ở ngay kia rồi. Lấy xe chạy luôn chứ sao phải ngại. Tết câu nào mọi người. Ồ, một đứa bị hại vì bo này. Vậy là bây giờ chỉ còn lại bốn đứa. Cơ hội chiến thắng lúc này của kẹo đã lên đến đó là bao nhiêu đây? 20% rồi. Quan trọng là bây giờ chúng ta xem người ở đâu này và kill nốt cho nó nhá. Hơi căng, hơi căng, hơi căng. Đâu? Người ở đâu cả rồi ta? Chúng nó cũng chỉ là lanh quanh cái khu này thôi anh em ơi. Lờ mãi phía này thì kẹo không thấy một ai cả nhá. Mo bây giờ thì càng ngày càng nhỏ rồi nha các bạn ơi. Người đâu không thấy. Đây rồi, đây rồi. Phía ngoài này có người thì phải đấy anh em ơi. Kia phải người không vậy? Ồ. Cái này nó chỉ là tảng đá không thôi. Ba đứa. Vãi trưởng, thằng nào sẽ xem mình vậy? Nó có giảm thanh anh em ơi. Đâm ra là mình không biết được vị trí của nó cơ. Từ 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 nhá, từ từ. Từ từ phòng lại coi như là ngay sau tảng đá có người thì phải.
Không phải anh em ơi, thế này chắc là ở trên ốc xưởng à? Xế gì ghê vậy? Mình đang cố gắng mình tìm xung quanh coi anh em ơi, thằng này xế ghê quá. Uầy, một đứa mãi xa nghe mới mò hả? Đâu, tự nhiên thấy một ký hiệu này. Thôi kệ đi. Ba mạng nữa thôi nha anh em, vứt xe. Đã đến lúc chúng ta nên vứt xe rồi và mình ăn cái này coi. Bo tiếp theo thu tại đâu nha? Ok, thu ngoài này, ngon. Đứng tạm ngoài này thôi anh em ơi, thì cơ hội chiến thắng top 1 của chúng ta sẽ khá là cao nhá. Ba thằng nữa à? À đây rồi, thêm một đứa vừa chạy lên trên này. Mình vừa bắn lộ vị trí rồi các bạn ơi. Đây, một đứa đang đứng ngay phía 210 nhá. Thế còn ba thằng còn lại chắc là trong xưởng cả thôi. Đứng đây canh thằng phía 210 anh em ơi. Bo thu ra ngoài này với lại còn một xíu trên óc xưởng nữa, thật sự là mình không lo lắm. Thì kia vẫn đang ngồi canh à? Ồ, nãy cơ bản là kẹo bắn lộ vị trí thôi, chứ còn là mấy bạn này ăn kiểu gì? Làm sao mà ăn được kẹo à? Ok anh em, bình tĩnh nhá. Bình tĩnh nhá, kiếm trận top 1 nhỉ các bạn. Thì kia vẫn đang ngồi ngay cái phía 210 nhá. Từ từ mình lên tầng trên coi. Đây, đứng chỗ này này, chỗ an toàn này. Đó, nó phải vậy. Phía sau này thì chắc chắn là không có một ai rồi, chỉ việc canh cái thằng này thôi. Ta đứng đây này anh em này. Chạy xuống á? Chạy xuống ai mà? Ui, chạy xuống hả em ơi? Ok thanh niên. Đây rồi, chắc là mình nên đứng tạm đây anh em ơi. Đứng tạm đây còn máu nữa nào. Ủa, bây giờ bo thu tại đâu ta? Từ từ nha mày, từ từ nha mày, phải từ từ nhá. Mình không biết là cái điểm trắng, à điểm trắng thu ra tận ngoài này à? Ồ, bên này, bên này. Bên này thì phải các bạn ơi. Ngay đây à? Mình không chắc được cơ. À, trong sở của người này. Làm sao? Làm sao? Ui, từ nào ở trên vậy? Đây à? Quái trưởng, chạy đi em ơi. Wow, làm sao? Qua đây, ra đây. Dựng bom kẹo với anh cơ. Yes, top 1. Ui, gặp ngay ông sĩ kẹo fake ngay top 2 này. À đù, sĩ kẹo fake làm sao mà ăn được sĩ kẹo Ryu Hải em ơi. Top 1 rồi, ăn mừng thôi. Ngon lành. Sĩ kẹo fake à. Ổn chưa anh em? Yes. Như vậy là mình đã có được top 1 này anh em ơi. Với trận này thì mình có tận 11 kill cơ, ngon lành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.